you can try. Zip ra. Okay, yeah. Nó 10 đồng, chút như khỏi làm bốn lớp. Không, mày lấy 5 đồng mà hồi mày làm tốt nữa. Có đâu, cũng lấy nó 10 đồng, cũng khỏi là quỷ nó còn ở đây. Tại tại vui thôi. Mấy người mua thì 5 đồng thì được luôn hết, còn nó lấy 10 đồng nữa. Không chờ, tao đang còn một cái chờ cho nó nữa. Nói nó excuse me. If she do receive a every nail, we charge $10 for her. Mắt xanh cho được. 10 đồng nha. Cho $10 for her, we can decide. Okay. Lớp cho nó. Thế là dễ băng. Mong là chi rồi, tức là 10 đồng nó giúp ta khỏi chờ nữa không? Ta chờ ta làm cái kia mới khó không? No, I don't think she'll let you do her feet. She's kind of picky. Hỏi tao đó, tao nó biết nó ngồi đó bao lâu rồi tự nhiên hỏi. Lên nè. Màu lực nhất à.